chân lâu chiên khởi được rồi. Đi cam nghe anh em, có cam chơi nha. Cây này không biết cây gì nữa, cây này của Campuchia nó không biết cây gì, cái trái gì không biết. Nó tiếng mì không anh em. Qua Campuchia nha, đi giao phố chơi. Phố Campuchia đường đất không anh em. Cái biển báo cũng khác mình đó, mình biển xanh này. Cái này biển vàng, vàng đen. Nó có không? Có miếu thằng quá, miếu thằng đàn miền đất rồi mà. Hai con này sao? Hai con này. Nổi luôn bây giờ. À. Đang bò thêm chục đô nữa. Cái gì trăm đô? Đang bò 10 đô nữa. Thì 4.000 nha. 4.000. Máy này nhiêu? Máy này 6 máy nha. 4.000 kia nó 6 máy. 6 máy đúng rồi. Anh. Máy này nhiêu tiền? Máy này kêu 1.000 đô. Cá này giống như cá mình mà. Cái con này chốt giá sát nhiều anh à Hạnh? Ra đi hai mà một. Coi mờ đó bao nhiêu? Tôi không biết đâu đâu tụi nó. Mới nấu im nữa ta. Động cơ nổ nghe im quá ta. Máy này còn ngon lắm. Động cơ ngon chứ bộ. Nổ nghe tiếng im luôn. Thank you.
Con đó nãy nó kêu 1.200 hay là 1.100 hay là 12.000 chứ con đào nào đi tới mười mấy ngàn dữ hả? Nó 12.000 là 280 triệu. Thì ơi, em mờ nào mà kêu tới mười mấy ngàn dữ hả? Bình Việt Nam mình chưa có giá đó. Mười mấy ngàn nó mới 200 mấy. Đúng lóc nè. Thấy không? Máy này làm rồi mà. Cái này phải ác nè. Đầu phải ác rồi. Ngày đầu phải ác, đầu lai rồi. Này lai đâu phải ác rồi. Lấy thêm trái đi mới. Đúng, cái vỏ đẹp nè. Nó 18 30 đẹp. À, ra chỗ kia luôn kìa. Ra chỗ kia luôn. Chạy đi qua tới. Ông Hạnh nó ở đây mà không biết nấu tiếng này kìa. Dở gì. Đó, mập đã gần bên tôi nữa. Chưa biết nấu tôi. Tiếng này cũng dễ nói mà. Cái gì đó. Nói tôi nghe coi. Sáng giờ đi chắc cũng nói được rồi đó. Nè, đây nè, tôi đọc nè, bắt đầu nè. Đừng đọc chữ rồi đâu, sửa xe không ra. Kính chào, nè, kính chào quý khách đã đến làng tôi nè. Đó, rồi
quý khách có nhu cầu xin liên hệ với tổng đài 40000 nè. Đó, rồi được miễn phí 200.000 nè. Thấy không? Nếu đừng quý 200.000, nếu mà vô khuyến mãi được 50.000 nữa là tiền các bạn đi giá xe đó, hơi ra khuyến mãi 50. Còn nếu mà thay ruột có thì trừ 9,525%. Có gì liên hệ số điện thoại nè, thấy không? Đó không, thấy không? Sao? Quá vậy? Dạ tôi lụng bánh xe rồi, anh muốn nói gì thôi. Tôi không biết gì hết. Nó tay nó tào vậy, mấy ông chạy gì mà chạy quá trời chạy. Chạy chậm chậm thôi, chạy gì quá trời, ông xa lạc đường, không biết đường rồi. Chạy ông này tính lại quay cái chỗ mà quýnh mày thái gì đặng đó. Mày thái. Tính quay cái mấy ông đi chạy ào quẹo bên cầu nữa. Anh không biết sao mà tôi đi bên tranh, tôi đi mua bà cà cho anh ta. Tôi đi 4-5 người, anh em tôi. Anh em vừa tuổi mà không biết đâu. Không biết cái nam. Cái nam ấy. Cô ta, mấy bông. Mấy bông không đáy nữa. Mày bỏ phần mạnh mày nhé. Mà gắt 700 Phạm này tài nguyên dễ gần nè, có chiếc cuốc nó luôn nè, gần của Dương Phạm nè, để coi cái thú của Dương Phạm nằm bên đây nè, đó Dương thú bên kìa, đó Dương thú. Đâu rồi mày? Không nhiều rừng, rừng của Dương Phạm.
Hôm nay đi qua Cam một chuyến dài quá anh em ơi. Thôi mình kết thúc video luôn anh em ơi. Kết thúc video luôn rồi. Nay đi mệt mỏi quá. Đây có nấm. Nấm gì không biết luôn. Rồi chào mọi người luôn nha.